giả của chương trình Cơ Hội Để Đời. Hôm nay Mách đã có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu, đây là địa điểm mà để ghi hình của chương trình. Mách nè, Hồ Quang Hiếu nè, chị Lê Giang nè, ba anh em đã có mặt rất là sớm để bắt đầu chương trình. Bây giờ chương trình đang diễn ra, Mách vừa thi xong cái chương trình của mình, mọi người đều thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thật sự Mách rất là vui đã vì thử thách của mình, mặc dù nó hơi mệt chút xíu nhưng mà không sao, khi mà có nhận được số tiền rồi Mách rất là vui. Những cái mệt mỏi, những cái nắng này kia đồ nó tan biến hết. Cái chương trình này nó rất là ý nghĩa và nhân văn. Mình nghĩ rằng sẽ có nhiều cơ hội, có nhiều mặt thường quân hơn nữa, và chương trình này sẽ có nhiều hơn nữa để giúp cho những mảnh đời bất hạnh có được cái việc cuộc sống tốt hơn, thoát được cái nghèo của mình. Quý vị thân mến, và quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên HTV7, chương trình Cơ Hội Để Đời nhé. Thôi bye bye nha, bây giờ để vô để coi Hiếu thử thách chương trình Cơ Hội Để Đời như thế nào nha. Thôi bye bye.